kỹ nha. Bắt đầu sẽ vào là một thùng phi, phi 160 ml, trong này em sẽ có dưới cùng là xi măng này. Em chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2024. Em xin chúc cho anh chị em của chúng mình và gia đình có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục sẽ giới thiệu với là cả nhà một cái mẫu hồ của mình mới nha, và một cách làm lọc mới. Cách làm lọc này của mình sẽ kết nối từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc, và mình sẽ nối cái đường ống hút đáy hút mặt vào trong cái thùng. Có rất là nhiều anh chị chưa hình dung ra được cái cách mình đấu đường ống như thế nào, thì trong video ngày hôm nay để chi tiết hơn, em mời mọi người cùng với là em sẽ ghé nhà của anh Trí nha. Mình tham quan cái mô hình hồ giống như mọi người thấy nè. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của anh Trí hoạt động được 3 tháng hơn rồi, nước trong cá khỏe dạng người. Ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của anh Trí lên, thứ nhất là giao lưu với là mọi người, thứ hai là chia sẻ hệ thống lọc chi tiết luôn, để anh chị ở nhà mình có những cái chậu ví dụ như tầm cỡ khoảng 1 khối 2 khối gì đó, mình muốn khoan cái đường ống để mình đấu ra bên ngoài không để bơm bên trong hồ, thì anh chị mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Trí nha. Vậy thì bây giờ ở đây cái cách mà anh Trí làm lọc như thế nào, thì trong video ngày hôm nay Nhân sẽ nhờ anh Trí là chủ hồ, ảnh sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết cho mọi người xem cho nó rõ luôn. Và đặc biệt mình sẽ chia sẻ với là anh chị em của chúng mình để chuẩn bị làm một cái mẫu hồ tương tự giống như của anh Trí, thì anh chị mình cần phải có những vật tư cơ bản như thế nào nha. Em Nhân xin giới thiệu với cả nhà những dòng sản phẩm của bên em nha. Đây là thuốc tím nè mọi người. Anh chị nào hồ mới xây mình cần xử lý thì thuốc tím nha. Thuốc tím này nó có cái công dụng là nó trị bệnh lở mình cho cá, nó bị lở mình thôi lên vết thương đó cả nhà. Dòng sản phẩm thứ hai của bên mình là thức ăn nha. Thức ăn này thì nhân cảm giác nó tốt nha. Giống như mình dùng được thì chia sẻ đến tất cả mọi người thôi. Trong thời gian qua thì cũng rất là may mắn nhận được sự yêu thương ủng hộ của rất là nhiều anh chị em của chúng mình. Đây là vi sinh. Vi sinh này thì Nhân chia sẻ là mọi người như này. Cái này giống như là mình sử dụng để hỗ trợ cho hệ thống mình thôi. Lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha các nhà. Nó hỗ trợ cho mình lọc trong nước với là hạn chế bụi tan. Nhưng mà Nhân nói lại một lần nữa là lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha các nhà mình nha. Và đây là cái dòng sản phẩm này. Đó, hiện tại bây giờ mình làm cho anh em của chúng mình rất là nhiều. Đây là cái ống lắng nha. Ống lắng này nó sẽ dành cho hồ mình để bám ở trong hồ, hoặc là mình giấu bơm, đầu nào giấu bơm các nhà. Cái ống này nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống lọc của mình để tốt hơn. Thì đây là những dòng sản phẩm của Nhân. Thì nếu mà anh chị em của chúng nào mình có nhu cầu thì liên hệ với lại Nhân qua số Zalo để màn hình nha. Cảm ơn anh chị em của chúng mình rất là nhiều. Bước đầu tiên để mà làm được một cái mẫu hồ tương tự giống như của anh Trí thì anh chị cần chuẩn bị giùm cho mình á là một cái chậu hoặc là một cái tan gì đó nha, dao động tầm cỡ khoảng 500 lít nè, 1 khối 2 khối. Thì mình xác định ví dụ như cái hồ của mình nhỏ thì mình sẽ khoan đường ống nó ít, hoặc là cái đường ống của mình nó nhỏ. Còn nếu như hồ của mình lớn thì mình khoan cái đường ống của mình to để nó kịp cho cái máy của mình nha. Mình ví dụ như cái hồ này của anh Trí ở đây là 1 đến 2 khối thì anh chị mình sẽ khoan 2 hút đáy nha. Nếu như khoan được thì nên khoan 2 hút đáy. Tại vì cái hồ này theo mình được biết á, nếu như để mà anh chị mình xài luôn á thì nó không theo cái kiểu là lòng chảo. Còn mình muốn làm 1 hút đáy thì anh chị mình bắt buộc phải thêm một lớp hồ ở bên trong cái nền của mình á, để nó tạo một cái trũng ngay chỗ vị trí hút đáy của mình, cái phân nó dễ lại. Còn nếu như nó hơi trũng một tí xíu gần giữa tâm hồ thì anh chị mình khoan được 2 hút đáy thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ lấy phân được ở 2 vị trí. Thì hồ tầm cỡ khoảng 1 khối trở lên thì mình làm luôn 2 cái đường ống 60 nha. Còn hút mặt thì mình có thể là làm 34 hoặc 42 cũng được. Rồi sau đó mình sẽ dẫn những cái đường ống này nè từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình để xử lý. Thì một tí mình sẽ nhờ anh Trí anh chia sẻ cho anh chị em của chú mình xem cho nó rõ luôn. Đó là cái vấn đề về hồ chánh, có nghĩa là chuẩn bị là một cái chậu hoặc là một cái tan gì đó dao động tầm cỡ khoảng 1 đến 2 khối, rồi mình sẽ khoan 2 hút đáy 60, một hút mặt 34 hoặc là 42 nha cả nhà. Tiếp theo đó là sẽ đến cái phần lọc. Ví dụ như anh chị mình xài một thùng thì mình nối những cái đường ống đó ra bên ngoài cái thùng đó. Rồi cái thùng đó mình sẽ để vật liệu lọc luôn, giống như là Zimat, Lứ Lan, Gòn Đen giữ phân lại. Sau đó là máy bơm để ở ngay chỗ thùng đó luôn, lấy nước sạch. Còn nếu như anh chị mình xài hai thùng thì mình sẽ nói chung là lựa chọn như thế nào nó cao bằng với lại cái hồ của mình. Nước sẽ nối vào trong cái thùng số 1, giữ phân lại, nước sạch dâng lên, làm đường ống chéo xuống đáy của thùng số 2, để vật liệu lọc ở trên, trên cùng sẽ để máy bơm. Nó cứ tuần hoàn như vậy. Nếu như mình xài 3 thùng, 4 thùng như vậy á thì cứ nước dâng lên, chéo xuống đáy của thùng số 2 để trên vật liệu lọc. Thì sau đó là bơm của mình sẽ để ở cái thùng cuối cùng. Mình sẽ bơm lên ngay chỗ dàn ba ki hoặc là cái chùm của mình trả về hồ nha cả nhà. Đó là những cái vật tư cơ bản mình cần để làm một cái mẫu hồ tương tự giống như của anh Trí nha mọi người. Đó là mình chuẩn bị một cái hồ nè, bằng tan, bằng chậu gì cũng được. Rồi những cái thùng, nhưng mà mọi người canh sao cái chiều cao giữa cái hồ với lại cái phần lọc của mình á nó bằng nhau để nó không bị tràn khi cúp điện nha. Có một cái vấn đề ở đây thì Nhân chia sẻ thêm một tí xíu là trong cái thời gian vừa qua có rất là nhiều anh chị làm hồ mới á, khi mà mình thả cá mới thường nó hay nhảy ra bên ngoài.
Thì cái vấn đề này đúng rồi, giống như nó lạ nước nè, lạ hồ, thường cá sẽ nhảy. Và anh chị mình khắc phục bằng cách là mình sẽ lấy bạt nè, hoặc là mình làm cái lưới. À, mọi người trùm lên cái hồ của mình luôn. Thì mình cho anh chị em của chú mình cái lời khuyên nha. Mình nuôi cá nhật thì có thể là nó sẽ không nhát người, có thể thôi nha, chứ không phải là không nhát đâu. Nhưng cá F1, cá Việt, nói chung là không phải cá nhật á, cái gen không thuần chủng nha, mà mình trùm ở trên hoặc là mình đẩy lưới lại á, có khả năng nó sẽ bị stress, bị nhát. Thì thay vì bây giờ mình trùm ở trên lại, anh chị có thể làm cái hàng rào cao 20-30cm, tương tự giống như của anh Trí, thì nó sẽ hạn chế ở cái mức thấp nhất cá nhảy ra bên ngoài. Thẩm mỹ mình có nè, an toàn cũng có nè, hạn chế cá nhảy ra bên ngoài. Nếu mà làm cao như vậy nó nhảy ra bên ngoài thì thôi thua luôn. Nó sẽ hạn chế cá của mình không bị tình trạng nhát người, stress nha. Nên là mọi người, nếu mà ai đang chuẩn bị làm hồ mới thì cứ thiết kế sẵn luôn cái hàng rào giống như của anh Trí, để cá mình không nhảy ra bên ngoài và đồng thời không làm ảnh hưởng, làm cho cá của mình nó bị nhát, nếu như mình nuôi cá Việt hoặc là cá F1 nha. Về phần lọc của anh Trí ở đây thì bây giờ ở đây em sẽ nhờ anh Trí chủ hồ anh chia sẻ chi tiết luôn. Mời anh chị em của chú cùng với là mình sẽ xem rõ cái cách mà anh Trí anh dẫn đường nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình như thế nào nha. Công việc của em và hệ thống lọc mọi người cùng tham khảo nha. Nếu mà thấy hợp lý thì mọi người có thể tham khảo theo, mà thấy sai chỗ nào mọi người góp ý lại cho em nhé, thì em hoàn thiện bể của em hơn. Em xin cảm ơn nhé. Và đây là đường ống của em nha. Ống của em là hút mặt và hút đáy, ống 42 này, thu về ống 60 thì cái này là 60 này, hút lực này, nhưng em bỏ hút lực, em đậy hút lực rồi nha. Đường ống rồi em sẽ đi về đây. Đấy, mọi người nhìn kỹ, đấy, mọi người nhìn kỹ nha. Ông bắt đầu sẽ vào là một thùng phi, thùng phi 160 lít, trong này em sẽ có dưới cùng là xi măng này. Dưới là di mát và lớp lưới đen. Em làm về đây là để khi mà nó chảy xuống nó sẽ giảm tốc, phân sẽ nắng ở dưới nhé. Trên cùng là một lớp chổi, một sải chổi, mọi người nhìn thấy không? Một sải chổi nha. Sẽ bắt đầu đường ống của em sẽ đi ra đây. Đây này của em nó nguyên một cho mọi người xem nha. Nguyên gì mát này, lưới đen này. Em sẽ sang đây nha. Sang ăn trong cùng là ăn bơm nhé. Ăn bơm đấy của em có là sứ viên, rách sứ viên này. Nên sau đến ăn bơm, ăn bơm của em mà bơm lên một sàn ba phi khí của em. Đây là sàn ba phi của em. Em có thổi luồng mọi người nhìn thấy không? Út mặt này. Mọi người cùng tham khảo nhé. Có góp ý gì góp ý cho em với. Đây là ống hút lửa này, em đã bịt lại. Đây thổi luồng của em này. Đấy. Em quay hướng này là hơi bị ngược sáng nên cá không được so lắm. Mọi người cùng tham khảo nha. Vừa rồi thì anh Trí đã chia sẻ là mọi người cái quy trình mà anh Trí làm lọc anh em nha. Có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh mình sẽ nối những đường ống hút đáy hút mặt ra bên ngoài, sau đó mình sẽ đấu vào trong cái thùng. Nhưng mà mọi người canh sao nó cao bằng như là cái hồ của mình, giống như nãy đầu clip Nhân có nói đó. Ví dụ như xài một thùng thì bơm để ở thùng số 1, xài hai thùng thì nước dâng lên giữ phần bên dưới, chéo xuống đáy thùng số 2 để vật liệu lọc ở trên, trên cùng sẽ để máy bơm. Cứ từng hoàng vậy, 3 thùng, 4 thùng, 5 thùng gì cũng như vậy luôn. Và bơm sẽ để ở cái phần cuối cùng. Mình sẽ bơm lên ví dụ như thác hoặc là dàn ba ki tương tự giống như của anh Trí, lọc nước sau đó trả về hồ, thì đây sẽ là cái nơi nó cung cấp cái hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn.
đặc biệt là những cái hồ ngoài trời có ánh nắng mà cái nhiệt độ ví dụ như tới mùa nắng ấy cả nhà nó lên cao quá thì anh chị mình nên xài cái dàn baki hoặc là cái dàn thép nó đổ mạnh lên để cái nhiệt độ bên trong nước của mình nó không tăng quá cao, nó ảnh hưởng đến cá trong hồ của mình nha. Ngày hôm nay mình cùng với là anh Trí đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ của mình được thiết kế bằng chậu kiển lớn, mình nói đóng từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài, hệ thống lọc xử lý nước rất là tốt, thì mình mong rằng video của mình với là anh Trí á sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị mình hiện tại bây giờ đang tìm kiếm một cái hệ thống lọc bằng chậu kiển kết nối ra bên ngoài để bơm bên ngoài làm lọc bằng những cái thùng, thì mọi người có thể là tham khảo nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây luôn nha mọi người, cũng đại diện cho bên kênh đó anh Trí, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, em chúc cho công việc của anh Trí là mang ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình và anh Trí chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.